Tức là lâu nay đi bằng cái xe này à? Đấy, bắt cờ đó. Ông ơi, bao tuổi rồi? 25 rồi. 25. Mà tuổi đi bộ đội thì có 70 rồi. Em ơi. 70 rồi tuổi ngọ. Tôi bà đâu rồi ông ơi? Bà đi viện thay ông rồi. Đó là bà mới đây mới gọi ông bà người đây. Người lộc ra. Ông tuổi bao nhiêu à? Cọp mà yếu chứ. Cọp này thuần hóa rồi. Lúc trẻ. Cọp nhiều. Cọp mà về. Cọp mà về biến nó là nó cọp này rồi. Nhưng mà sao lại bà lại đi viện thay cho ông được nhờ? Đâu, đi thay cho đi. À. Sợ bệnh viện nó sợ không được chữa. À, vậy. Vâng. Vâng. Như vậy là 16 ngày. Vâng. 16 ngày đi 3 lần chở xe. Sao lại không đi bệnh viện tư nó giỏi. Giỏi. Đang chữa cái ông chứng như sao không hay cho tôi đi ăn lẩu. Tôi đi về tôi nói cái đâu đâu đâu. Rồi ông ơi. Khóa. Anh ơi khóa này khóa này. Khóa khóa. Khóa vẫn là ông. Khóa nha, tức là phanh, tức là phanh nhá. Ông ơi sao đây? Chiều từ sáng kìa. Vâng, ông đợi xe lăn từ sáng rồi đó nha. Vâng. Ông ngồi lùi lại đằng sau. Ngồi lùi vào trong đấy. Ngồi luôn vào một tí nữa, ngồi luôn vào tí nữa. Ông này tắc nghịch ngợm nhiều quá, trời nó phèo quá. Thằng này nói rồi, thằng này bỏ. Ngồi lùi cái mông. Dịch ngồi lùi lại đằng sau ngồi. Ngồi sát cô. Lùi đằng sau. Ông đằng sau. Cứ cố rồi. Được rồi. Cái bộ nhún này kém à? Vậy nữa vợ ở nhà chụp cái ảnh đôi mới đẹp. Bây giờ còn nhún nhảy đây là có cái quà mà không? Nữa còn tốt đấy. Còn tốt lắm. Máy còn tốt lắm. Đây là xin giới thiệu với ông chính địa phương. Vâng, chào chị nhá. Cái kết nối của hội chúng tôi với hội xã này. Vào đây với cha nào? Hôm nay là Linh Mục Nguyễn Văn Thường. Vâng. Là giám đốc của Cát Sát, cái quà giám mục Thanh Hóa. Là cha đại diện cho các nhà tài trợ xuống chào xe lăn cho bác gì nhỉ? Bác Nguyễn Phúc Nguyên. Nguyên là món quà rất là hết sức ý nghĩa và thiết thực trong cái dịp Tết Giáp Thìn sắp tới. Vừa trao xe có ý nghĩa là cháu ơi, cháu đi lại giảm bớt khó khăn cho cá nhân và gia đình. Nhưng đồng thời cũng là cái món quà Tết rất đặc biệt nhé. Thì mong là ông cố gắng ông phát huy ông hòa nhập cộng đồng ông đi lại cho con cháu nó vui vẻ ra đi giờ con xin giới thiệu với cha đây là đồng chí Hòa, phó chủ tịch ủy ban xã Hòa Lộc rồi các đồng chí trong các ban ngành hội bảo trợ của xã và thôn để đến chứng kiến cái việc mà hôm nay cha trao tặng cái xe lăn cho bác Nguyên. Xin thay mặt cho hội bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi huyện xin cảm ơn ông Lục, cảm ơn các staff Thanh Hóa, toàn giám mục cảm ơn tất cả các nhà tài trợ đã có lòng hảo tâm chia sẻ giúp đỡ cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ở như Hòa Lộc. Đây là có một vị ân nhân ẩn danh. Đây là khéo lắm rồi. Tặng cho các staff Thanh Hóa và hôm nay các staff Thanh Hóa đưa về đây tặng cho ông nhé. Vâng. Đây là món quà Tết để cho Tết năm nay là ông có xe lăn để ăn Tết rồi đúng không? Vâng. Thì chúc cho có cái Tết nó đầm ấm bên gia đình nhé. Cảm ơn cấp trên và giúp đỡ cho tôi. Hết lòng cảm ơn vị ân nhân anh đã. Vợ đâu? Vợ ông này đâu? Đây là ba. Phanh tay mình đi là phanh tay này. Đây, trước khi
Vâng. Trước khi lên xuống là phải phanh lại nhá, cho vâng, nó đứng yên. Đừng có lại đấy. Ừ, đúng rồi. Phanh nó dừng lại, dừng lại. Sao ngoài đó còn nếu mà có người đánh thì phanh đây. Người đánh là phải ở đây. Cho qua cho nó bà qua. Vâng. Cho đổ qua với bà chị cũng được này. Ừ. Chị xe lại đến lúc cái ông nhất á, người khuyết tật hòa lòng nhất được cái xe này cho chúng ta. Đấy ông đi thì phanh tay đây này mà không lăn đâu đấy. Ông đi lăn đâu. Ông lăn thôi như vậy. Nhưng tay tay kia mất mất một tay đấy gì mất một tay nữa thôi nhưng mà để cho bà để cho bà đẩy ông đi để bà đẩy ông đi vâng 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 rồi rồi chúc mừng ông Nguyễn Sơn Lan nhé vâng 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 thôi thì cứ nói với Trà Sơn trước nhá rồi Trà Sơn kết nối với các chị ở đây nhá rồi là hôm sau cha sẽ thăm nhá tức là nhà có một thân một mình thôi ở trong một cái nhà chỉ có một gian thôi đấy nhưng mà lại bị tai biến đục kinh lăn đùng bây giờ bên lương bên giáo lương giáo không quan trọng không quan trọng cũng là thân của mình thôi năm phần năm phần thôi cứ nói với cha Sơn đã nhá rồi hôm sau cha ghé nhá rồi chúc các bạn Tết vui nhá rồi đây cho bạn ngồi rồi ông bà đang ăn cơm hai ông bà đang ăn cơm à vâng chứ bà không có đứng được à có cũng đứng được đứng nhưng mà đứng lâu thì mỏi chân đúng không vâng vâng hôm nay đang mổ không đi được đâu chứ bà bị sao mà mổ bị tụ máu não ô tụ máu não à vâng vậy lâu chưa à? Lâu. 4-5 năm nay à 4-5 năm nay vâng 2017 à vậy đó 2-3 vâng bây giờ bán nợ 200 triệu vâng. Nghĩa là trong nhà có gì là bán hết để chữa bệnh đó vâng 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 đấy anh Hải các anh các chị thôi rồi cầm cái này cho bà cái này gia đình xin cảm ơn có cũng biết xin giới thiệu với ông chị lãnh đạo xã nha gia đình này con xóm này kết nối của huyện nội và hội xã đây có linh mục Nguyễn Văn Thường giám đốc Castat là ban bác ái của tòa giám mục Văn Hóa ta gọi nôm na là cha biên đạo hôm nay cha có đại diện các nhà tài trợ xuống đi tặng xe lăn xe lắp rồi có các cái món quà rất là ý nghĩa thiết thực cho cái Tết Giáp Thìn sắp tới cha xuống đây là biết là gia đình ta là có hoàn cảnh khó khăn đối tượng khó khăn cha xuống cho tặng quà chia vui cho đây nhé cảm ơn cha cảm ơn các nhà tài trợ ưu ái đến các đối tượng khó khăn ở hậu lộc dành tình thương tình cảm cho các đối tượng yếu thế ở ta thay mặt gia đình xin cảm ơn các nhà tài trợ các được rồi nhá đây là cái mì ba miền nữa là của cô Hồng Kông nhá rồi là các cái nhu yếu phẩm này trong cái túi quà đó và Tết với lại trong đây là có một ít tiền để cho gia đình ăn Tết nhá rồi, chúc mừng năm mới đó nhá rồi chúc cho gia đình năm mới được khỏe mạnh nhá rồi là bớt bệnh tật đi nhá để được cho gia đình rồi chúc cho gia đình ăn Tết vui nhá rồi đấy bà này bà gì nhỉ bà thi bà với gia đình nhá đây là quà của linh mục
Vâng. Nguyễn Văn Thường. Vâng. Giám đốc đại sứ tòa giám mục của Thanh Hóa. Vâng. Đại diện nhà tài trợ. Vâng. Thăm bà con có hoàn cảnh khó khăn ở trên địa bàn huyện thì xuống Hòa Lộc đây thì cha với các nhà tài trợ có món quà để tặng bà nha, với con cháu ăn Tết nha. Ôi khóc quá chị. Rồi nha. Quay tuyệt thân. Thôi bà ơi, đoàn đến để chúc bà ăn Tết vui nhá, có một chút quà Tết cho bà nhá. Vâng. Cảm ơn cha, đây là cha. Vâng. Cảm ơn các anh. Vâng, rồi chúc cho bà là ăn Tết vui này, sang năm mới được nhiều sức khỏe nhá. Vâng. Vâng, dạ vâng. Rồi cầu xin cho bà sang năm mới bớt bệnh tật đi nhá. Rồi. Rồi có chút quà cho bà nhá, có mì tôm này, có cái thứ này. Rồi có tiền trong cái phong bì đó nhá. Đây là quà của các anh nhân của ca tát sinh hóa gửi cho. Vâng, gửi cho bà. Hết lòng cảm ơn các vị ân nhân đã ủng hộ quà để chúng tôi giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Có một chút. Vâng, chào bà nhá. Cảm ơn các anh. Thần khóc rồi thôi vậy. Rồi xin hết lòng cảm ơn mọi người. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.